Đứng lùi 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 quyết. Ôi trời ơi. Thank you.
Đúng rồi. Mọi người cùng vào bóng em ơi, chạy ngang lên, người ta cũng chạy trúng bóng đó. Ngồi 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 xuống em ơi. Khả năng là Long ơi, gãy gãy chân gãy luôn. Tôi chưa không có em ơi. Cái không tôi ấy rồi. Không phải. Làm mấy tí thằng anh em nào. Ra đây ra đây. Thằng Long là thằng tóc ngắn, không biết là thằng tóc dài. Có 12 thằng Long ấy, còn 88 thằng Việt. Mày đứng mày quay gì mày quay cho anh lúc. Mười phút á. Đã được số 3 rồi. Số 3 thì quay máy sau mới quay. Rồi máy sau mới quay. Nó đi con đẹp hai anh em đã. Thoải mái. Tiếp. Đang quý về bên này, xem bên này chứ. Đâu ra cái này. Anh em đi. Thủ lĩnh còn đấy. Rồi. Đúng rồi. Duy giờ làm mấy khéo mày ăn. Đi. Anh em. Ok. Lên sớm làm gì? Việt từ về lấy bóng em ơi. Chính ơi, đá thòng đi, làm bóng.
Tập chuyền đi, cơ hội làm bóng chuyền đấy. Từ từ em ơi, sân nhà, không vội. Chuyền nhà đi không nhé. Tiền đạo Huy đẩy cao lên em ơi, lên bóng. Nào Huy nào, rồi đấy, bóng em đấy. Ok, bật sát cánh. Rồi bỏ thùng ngon, đứng luôn đấy. Rồi có thao rồi đặt đứng đấy. Cánh này, long này, mẫu nữa. Mu Hồng Long đặt Huy cái là các bạn rất là đơn giản. Mồi hay thế mà. Bốn mét không? Okay.
không anh em ơi, tập chụp lên đi. Chuyển đi sân ơi. Hai người nào? Trên ba thằng quẫy rồi. Trong đặt quả này. Mấy hết giờ nhỉ? Số 9 đúng không? Năm không? Số 9 hết 30 phút rồi đúng không? Em mới còn nó 5 phút đi vào. Giáo ơi, con tay. Cơ hội ra đội ra áo vít đã đến. Con vị trí số 8. Biết đá ở chỗ nào là ăn nói gì. Chưa
hay gì trận đi này không bắt đầu nữa chứ. Con thế là vào luôn không ai không chi cả rồi hết rồi đấy hả chưa quay nãy chưa quay tập đấy nhá. Chết rồi quyết hay quá. Ui. 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 Đi cố vấn chiến thuật. Lỗi. Đã xong rồi. Tiếp. Hiệp trường có hay đấy.
về Việt Nam gấp cũng vậy. Bóng hơi nhỏ. Phèn nghe từ phèn sướng nhé, phèn quá, càng luôn, càng. Sao? Ăn uống cà phê được lạnh hơn. Chưa có trong tay, chưa có coi. Kém lắm, của đấy lùi đi, 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 lùi 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 lùi. Được quả hay này chuyển ra ngoài. Cá quá nhỉ. Hơi.
ai đây? Anh Huy à? Kết quả dần được đấy. Đó là thắng. Đấy là bàn thắng thì điểm 10 vào. Nếu ghi bạn ơi, giờ tôi lấy là vào chưa thấy ghi. Chưa được cung cấp bóng. Xong. Anh Cường em xin lỗi nhá, anh Cường nhá. Anh nhìn trông cái mặt anh đúng rồi. Sao không sợ? Cái gì cái gì béo chích kia bê sao lại bỏ em đưa ra vào chuẩn bị đá ra thấy người sao vào thay vào đá anh việc gì đâu đâu gọi anh đội đi đánh yếu quá chị nào uy con lợn này đấy sút vào luôn tạm ngồi đá đi. Không cần gượng dậy cơ rồi. Yeah!
vào. Tốt này. Không làm nào được đi bàn được. Phú Thọ. Phú Thọ. Trước đang lưu hôm. Em trước nó thì đang lưu. Thằng Huy, thằng mập này. Huy quay đây. Anh cầu thủ số 8 đã bóng vào cuộc chưa? Không đáng thấy đâu. Sao lui đi. Sao sao? Mất chân. Non mà. Là cái non ạ. Chỉ hai bên đám hai bên. Mất lời sọc chích.
nào lùi đi. Không làm gì được cái thì ảnh của giang vũ áo đen vậy không chẳng nhà quả nhá. Anh em bây giờ có tiếp nhận đá từ đâu không? À quên đến đây. Không gỡ, thua là thua. Thua rồi, nhận thua rồi. Đó là gấp đôi của xe. Tiếp chạm. Vâng, theo tất cả các bạn đã thấy là đội của Bảo Hiệp đang bị dồn ép với cái rất là kiểu khó chịu. Cầu thủ số 71 anh tên là Ân Lợn, anh đến từ Bến Tre với hai cái chân dây chằng bị đứt thì anh có phải chạy như gió đấy, đi bộ sân luôn.
Đấy. Khắc Cường. Úi giời. Khắc Cường lại chuyền cho Sơn Sơn. Sơn Sơn làm gì anh làm gì? Không được. Vẫn không vào. Rất tiếc cho Bầu Hiệp. Với tình trạng này chúng tôi nhận định là Bầu Hiệp mất tiền, khả năng mất tiền rất là cao. Biên cho đội áo bít. Có vẻ là các thủ bên Bầu Hiệp không nghe tiếng còi trọng tài. Ôi, Địch Kính, Địch Kính lại chuyền lại thủ môn. Rồi, Hoài Ân, anh làm gì? Rất tốt. Hay quá. Vâng, nhiệt độ trận đấu đang được diễn ra rất là nhanh. Khắc Cường. Rồi, Văn Đạt, Văn Đạt gì? Anh có một đường truyền dài nhưng mà không ăn thắng hơn thua, Rồi. Đang nghĩ là các cầu thủ không lên bỏ quên cầu thủ số 8 rồi. Tôi ăn may đến nơi. Ừ. Ui giời. Mai không đi làm tôi gõ đầu thì lúc rồi. Đầu dọn phán. Tôi đây, bên nào là quân quân ta, bên nào là quân bạn đây, đầu đấy. Tốt em ơi, rất tốt. Theo thông tin mới nhận được ban tổ chức thì khả năng là kèo thứ hai sẽ to hơn kèo thứ nhất. Nghe đào táng không nhận là kèo thứ hai là một lồi lẩu, thế Bầu Hiệp nói nhưng mà như phải. Ôi trời. Vâng, đúng theo Bầu Hiệp nói thì đây là một kèo lẩu nên là anh em đá rất là nhiệt huyết. Anh em không tiếc chân của mình. Đứng trước bóng đang là Minh Huy, anh đến từ Đà Nẵng. Rồi. Phải vượt hết cỡ em. Có vẻ như là sau 4-5 tháng rồi anh em không tập luyện với nhau trên những bàn nhậu thì khả năng anh em sau một tiếng đồng hồ khá gắn kết hơn rồi. Đấy. Úi giời ơi. Vâng, tí nữa thì chúng đáy thật. Anh Nghiệp Bồ Hiệp phải là ngày xưa cũng đi học võ nên tập lé rất nhanh. Anh pha cúi đầu rất nhanh. Trần Quyết không được. Úi giời. Đã lẩu nhá. Cân rồi, vẫn là cân. Chết. Thủ môn, thủ môn.
Bóng súng, bóng súng, bóng súng. Bóng súng. Người ta thường nói là bỏ lỡ cơ hội nhiều sẽ nhận lại bàn thua nên anh Hiệp anh cứ chú ý. Chết quên nhầm không quay phim. Mất là chết. Đúng rồi. Quả này chết rồi, quả này chết rồi. Không, thường thường anh em, cái kèo uống này không thích đó, nhưng mà kèo ăn là căng. Đang đói mà. Này, này, đào. Đào. Anh em ơi, đá rắn lên, đá rắn lên. Đôi bạn đã xuống tinh thần rồi, đôi bạn xuống tinh thần rồi, đá đi. Anh Hiệp đó, em bảo rồi, bỏ lỡ cơ hội nhiều là phải trả giá mà. Đến đến số 7 là hết hết rồi anh ơi. Quá lớn. Úi giời ơi. Đi tao vào top. Vào top. Lão nào. Nào nào. 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 Nốt em ơi. Người ta bảo là quan trọng là lúc về lên game ấy. Cứ là ai nổ nhà trước thôi. Bắt đầu, bắt đầu. Đấy, tiếp đi. Quay phim đi. Hết rồi, hết rồi, theo rồi, va là hết. Hết hết rồi, va. Đây va. Mới được mình là 3 phút đây. Đây chết quả lưỡi, đây chết quả lưỡi. Chết quả lưỡi này, úi trời. Tủ á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
8 giờ sáng mới về. Em chạy quanh nhà từ lúc 9 giờ chứ. Chạy đến 10 giờ bắt đầu về tắm rửa ăn cơm. Em ra khỏi nhà từ lúc 9 giờ tối hôm qua. Mà bây giờ vẫn chưa về. Chuyện liên quan đánh bài đi ngủ. 9 giờ đi ngủ. Chơi đây anh em cố gắng lên, đội trẻ có mấy anh trẻ khỏe đá cố lên. Thế vừa bắt gôn không bắt. Hết rồi, hết rồi kìa. Có gì đó, nào. Đấy thì chứ. Thế mới khó đá. Vật lại, vật, vật đấy. Cá rồi vật đẻo rồi. Cả thật đấy, cúng chân nhau rồi đấy. Tố nhìn thấy gì. Vâng, có thể thấy là đội xanh đang có chút vấn đề căng cứng về tâm lý. Minh Nghĩa sân và số 12 là Đặng Duy Long vào sân. Đội thắng trồng gì đứng ngoài thì đội thắng. Vâng, chờ thế. Cho nó vào là nó chỉ có sút lên trời như này nha anh. Em ghi bàn rồi đấy ạ. Thực ra thì bọn em trận vừa lấy nếu mà ta dùng cội nó phải ghi được 4-5 bàn đấy. Ít đâu mà. Nãy là anh tập trong Tuấn Anh nó bắt thôi. Không, em chuyển vai hiệu quả nó ghi được bàn. Tốt em ơi. Ấy. Thầy chắc muốn bắt rồi. À nó bắt được đấy. Đấy. Bị sửa ôi xong tẩu vào gôn luôn. Cho đá 5 phút nữa ông đá hiệp 2 anh người. Cố gắng nhé, vào cái. Ok. Điện cái gì ạ? Theo cái ấy cái nó đập đá sút vào cái núi nó dập. Thôi thì không bấm quay anh ơi. Nghỉ 2-3 phút đá hiệp lốt hiệp về. Cố gắng nha. Chuyển anh chưa?
Anh em mở đây, có tay đấy kìa. Đi ngược lại,
Vào trong đi đâu đấy? Đi đâu? Đi. Bóng. Thôi. Bình diện. Làm
đã 7:30 mà. Rồi mai. Đã không giờ rồi. Tốt. Đấy. 5-1.